Những tin chính có trong nhật ký SEA Games ngày 9 tháng 5. Những diễn biến của trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines. Cô gái giành tấm huy chương thứ 100 tại SEA Games 32 cho đoàn thể thao Việt Nam. Cập nhật bảng xếp hạng huy chương SEA Games 32. Chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Ngày 9 tháng 5 là một ngày thi đấu thăng hoa của các vận động viên Việt Nam tại SEA Games 32. Tiếp đà hưng phấn, đoàn thể thao của chúng ta vẫn để lại thêm những dấu ấn tại đại hội trên đất Campuchia. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang bước những bước đi chắc chắn trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung bước vào trận đấu quyết định ở vòng bảng với Philippines. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những diễn biến của cuộc đối đầu căng thẳng vừa mới kết thúc. Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành hai chiến thắng liên tiếp trước nữ Malaysia và Myanmar ở bảng A. Với kết quả này, đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung có được 6 điểm và tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng. Trận này đối đầu với một Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch là một thử thách không hề dễ dàng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Với sự vượt trội về thể hình và sức mạnh, các cô gái Philippines đã có được bàn mở tỷ số trên chấm đá 11m do công của Sarina ngay phút thứ 10. Dần bàn thua sớm nhưng Huỳnh Như và các đồng đội không nao núng, vẫn bình tĩnh tổ chức các đợt tấn công và mọi nỗ lực đưa đền đáp ở những phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên khi Bích Thùy tận dụng sai sót của thủ thành bên phía Philippines để ghi bàn tỷ số 1-1. Sang hiệp đấu thứ hai, lợi thế về mặt thể chất đã giúp cho Philippines có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 do công của Halilon từ một pha không chiến thành công. Và đó cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Dù thua trận, nhưng các cô gái Việt Nam chúng ta vẫn đủ điều kiện ghi tên mình vào bán kết. Điền kinh và bơi tiếp tục là tâm điểm của người hâm mộ thể thao nước nhà trong ngày thi đấu hôm nay. Sau khi có tấm huy chương vàng đầu tiên vào ngày hôm qua, vận động viên hàng đầu của điền kinh nước nhà Nguyễn Thị Oanh tiếp tục là niềm hy vọng ở chung kết cự ly 1500m nữ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mang đến cập nhật từ các tấm huy chương ở bộ môn thể dục dụng cụ và vô vi nam. Sau khi bảo vệ thành công tấm huy chương vàng nội dung 5000m vào chiều ngày 8 tháng 5, Nguyễn Thị Oanh thi đấu hai nội dung 1500m và 3000m vượt chướng ngại vật chỉ cách nhau 20 phút trong chiều ngày 9 tháng 5. Màn thể hiện của Nguyễn Thị Oanh trong chiều ngày 9 tháng 5 khiến tất cả phải thán phục. 17:30, Nguyễn Thị Oanh thi đấu nội dung 1500m và không có đối thủ để dễ dàng có được tấm huy chương vàng. Chưa kịp nghỉ ngơi hay hồi sức, vận động viên quê Bắc Giang bắt tay ngay vào nội dung tiếp theo là 3000m vượt chướng ngại vật nữ. Ban tổ chức chơi khó các vận động viên, trong đó có Nguyễn Thị Oanh khi nội dung 1500m thi đấu vào lúc 17:30, còn nội dung 3000m vượt chướng ngại vật của nữ là 17:50. Nhưng bằng đẳng cấp cực cao, Oanh tiếp tục giành huy chương vàng nội dung tiếp theo. Với hai tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu mùng 9 tháng 5, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc hoàn thành cú hat-trick vàng tại SEA Games 32. Trong ngày thi đấu cuối cùng, thể dục dụng cụ đã đem về cho đoàn thể thao Việt Nam 3 tấm huy chương vàng. Qua đó vượt chỉ tiêu đặt ra trước SEA Games 32. Đặng Ngọc Xuân Thiện đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ngựa vòng của mình. Năm ngoái, vận động viên sinh năm 2002 này có lần đầu dự SEA Games cũng bất ngờ giành chức vô địch. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất trong ngày 9 tháng 5 phải là Nguyễn Văn Khánh Phong. Với màn phục hận thành công trước Carlos Zulo ở nội dung vòng trèo, Khánh Phong giành 14.200 điểm trong khi Zulo giành 14.000 điểm để qua đó xuất sắc giành tấm huy chương vàng. Tiếp đó, Trịnh Hải Khang đem về tấm huy chương đồng cho đội tuyển thể dục dụng cụ ở nội dung nhảy trống. Trong khi đó, Đinh Phương Thành dù không thể bảo vệ tấm huy chương vàng xa kép mà anh đã giành được ở hai kỳ SEA Games gần nhất. Tuy nhiên, thủ lĩnh của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã xuất sắc giành vàng ở nội dung cuối cùng, đó là xà đơn với số điểm 13.500. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Trương Minh Sang kết thúc đại hội với 4 tấm huy chương vàng vượt chỉ tiêu đặt ra. Ở môn vô vi nam, các vận động viên tiếp tục thi đấu thành công. Ở nội dung đa luyện vũ khí nữ, Lâm Thị Thùy Mị, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm, Lâm Chí Lâm đã đem về huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 9 tháng 5. Tiếp đó trong buổi chiều, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Phi Bảo, Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến đã đem về tấm huy chương vàng tiếp theo cho thể thao Việt Nam ở nội dung đa luyện vũ khí nam, vô vi nam.
Đội cờ ốc Việt Nam đã có niềm vui chiến thắng trong ngày cuối cùng của môn này tại SEA Games 32. Một cô gái đã mang về chiến tích cho đội tuyển cờ ốc là tuyển thủ Đoàn Thị Hồng Nhung. Hãy cùng đến với câu chuyện xung quanh tấm huy chương thứ 100 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Ngày 9 tháng 5 là ngày tranh tài cuối cùng của môn cờ ao Chắc Chàng, hay còn được gọi với cái tên khác đó là cờ ốc, cờ Khmer hay cờ ASEAN. Trong ngày tranh tài, chúng ta có kỳ thủ Đoàn Thị Hồng Nhung và chung kết cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 60 phút và gặp đối thủ người Philippines Garcia Mendoza. Hai kỳ thủ phải thi đấu lượt đi và về theo luật và mỗi ván kéo dài 60 phút. Tại lượt đi của trận đấu, Hồng Nhung và đối thủ hòa nhau. Ván lượt về, Hồng Nhung đã chiến thắng nên có thắng lợi chung cuộc, qua đó trở thành nhà vô địch SEA Games 32 tại nội dung trên. Ngay sau khi kết thúc chung kết, Đoàn Thị Hồng Nhung đã được Liên đoàn cờ Việt Nam thưởng nóng 2.000 đô la Mỹ cho tấm huy chương vàng đạt được. Với việc có thêm huy chương vàng của Hồng Nhung tại ngày thi đấu cuối của môn cờ ao Chắc Chàng tại SEA Games 32, chúng ta kết thúc giải với kết quả 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Chỉ tiêu của đội cờ ao Chắc Chàng Việt Nam tại đại hội lần này là phấn đấu giành từ 1 tới 2 huy chương vàng. Toàn giải, đội vô địch là Thái Lan khi giành tới 4 huy chương vàng, trong khi chủ nhà Campuchia chỉ có 1 huy chương vàng. Như nhật ký SEA Games hôm qua đã đưa tin, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia Sao Sokha đã nộp đơn từ chức khi đội nhà khó có cơ hội đi tiếp ở môn bóng đá nam. Tuy nhiên, sau khi được kêu gọi xem xét lại quyết định từ Thủ tướng Hun Sen, ông Sao Sokha đã thay đổi quyết định của mình. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng được nhật ký SEA Games ngày 9 tháng 5 gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo. Sau lời từ chức của ông Sao Sokha khi U22 Campuchia đứng trước nguy cơ bị loại lớn, Thủ tướng Hun Sen đã gửi một thông điệp đến ông Sao Sokha thông qua một đoạn video kéo dài hơn 6 phút trên trang Facebook cá nhân. Trong thông điệp đặc biệt ngày 8 tháng 5, Thủ tướng kêu gọi ông Sao Sokha xem xét lại việc từ chức và cho rằng sau quyết định này nhiều người sẽ bày tỏ sự thất vọng, tiếc nuối với những gì mà ông đã đóng góp cho bóng đá Campuchia. Đồng thời, ông Hun Sen cũng cho biết bản thân hy vọng ông Sao Sokha có thể tiếp tục bước tiếp cùng với các cầu thủ, ủng hộ tinh thần các cầu thủ đến những thành công tiếp theo. Đáp lại lời kêu gọi của Thủ tướng Hun Sen, ông Sao Sokha trả lời trên trang chính thức của Liên đoàn bóng đá Campuchia rằng ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò của mình, đồng thời cũng kêu gọi tất cả các thành viên của Liên đoàn bóng đá Campuchia cố gắng cải cách trên mọi lĩnh vực để bóng đá Campuchia phát triển hơn trong tương lai. Theo trang DIP News, sau quyết định trở lại, ông Sao Sokha đã đến động viên các cầu thủ trẻ của U22 Campuchia trước khi họ bước vào trận đấu cuối cùng tại SEA Games 32 gặp Indonesia. Theo lịch thi đấu ban đầu, Nguyễn Thị Oanh thi 3 nội dung trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, sáng nay ngày 9 tháng 5, ban tổ chức đã thông báo đổi lịch, đẩy 2 nội dung nữ 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật vào cùng một buổi thi đấu. Đáng chú ý, giờ xuất phát của hai môn thi đấu chỉ cách nhau khoảng 20 phút. Nguyễn Thị Oanh thi đấu chung kết 1.500m lúc 17:30 và chung kết nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật bắt đầu lúc 17:50. Như vậy, sau khi chạy xong 1.500m, Nguyễn Thị Oanh chỉ có khoảng hơn 15 phút để phục hồi sức khỏe trước khi chạy tiếp 3.000m vượt chướng ngại vật. Đây là một thử thách rất lớn đối với vận động viên sinh năm 1995 trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Tối qua 8 tháng 5, thì Nguyễn Thị Oanh cũng đã giành huy chương vàng nội dung 5.000m. Vận động viên của Việt Nam tiếp tục không có đối thủ xứng tầm ở nội dung này. Tính tới 19 giờ ngày 9 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm được 9 huy chương vàng, qua đó vượt mặt chủ nhà Campuchia để vươn lên ngôi đầu bảng tổng sắp. Chúng ta đã có tổng cộng 112 huy chương, trong đó có 39 vàng, 30 bạc, đoàn Campuchia xếp thứ hai với 37 vàng, 36 bạc và 34 đồng. Ngày 10 tháng 5, đoàn Việt Nam có cơ hội nâng cao thành tích ở các nội dung điền kinh, bơi, nhảy cầu, billiard, pentasilat và wushu. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là nội dung 4x100m tiếp sức nữ với sự trở lại của Lê Tú Trinh. Đây cũng là nội dung duy nhất cô tham gia tại SEA Games 32. Tiếp nối thành công tại SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam hướng tới những thành công mới. SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia.
cùng theo dõi hành trình của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023, trực tiếp trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.